Thưa quý vị, bên cạnh việc đảm bảo phương tiện giúp người dân có thể về quê dịp Tết, Ban An toàn giao thông thành phố Hồ Chí Minh còn công khai 9 số điện thoại đường dây nóng để người dân có thể phản ánh mọi thông tin để có biện pháp xử lý kịp thời. Theo đó, người dân có thể gọi điện phản ánh mọi vấn đề liên quan đến việc đảm bảo an toàn giao thông như tai nạn, tắc đường, nhà xe thu quá giá vé, tình trạng nhồi nhét khách, tình trạng xe quá tải, thậm chí cả những hành vi tiêu cực của lực lượng làm nhiệm vụ trên đường. Cụ thể, người dân có thể gọi 9 số đường dây nóng sau. Số của Ban An toàn giao thông thành phố Hồ Chí Minh 093 845 2365, số của Sở Giao thông Vận tải 0838 222 777 hoặc 0838 290 451. Số của Thanh tra Sở Giao thông Vận tải 0913 880 906 và 0838 300 701. Số của Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an thành phố Hồ Chí Minh 0838 387 521 hoặc 0838 387 344 hoặc 0839 201 150 hoặc 0839 201 605. Các số đường dây nóng sẽ trực 24/24 giờ, đảm bảo tiếp nhận kịp thời các thông tin phản ánh của người dân và có hướng xử lý nhanh nhất.